Chào tất cả các em. Thầy rất vui hôm nay được gặp lại các em trên chương trình dạy học trên truyền hình. Để tới được phòng quay, thầy phải tiêu tốn năng lượng. Và để các em tiếp thu bài giảng cũng phải tiêu tốn năng lượng. Một người nói rằng tôi không cần năng lượng nữa thì câu nói đó là câu nói cuối cùng trước khi người ta đầy nắp quan tài. Tóm lại, bất kỳ một đơn vị tổ chức sống nào muốn tồn tại, hoạt động cần năng lượng, thế thì hệ sinh thái nó cũng là một đơn vị tổ chức sống. Vậy thì hắn lấy năng lượng từ đâu và năng lượng trong hệ sinh thái chuyển hóa thế nào? Thầy và các em cùng nghiên cứu bài học hôm nay, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái. Cũng như lần trước, thầy có hai cái lưu ý. Thứ nhất, cái tam giác màu vàng lật ngược, đó là câu lệnh hoặc là câu hỏi mà các em cần trả lời. Cái lưu ý thứ hai, cái bàn tay cầm viết là nội dung các em cần ghi vào vở để chúng ta học sau này. Nội dung của chúng ta gồm có hai phần: một, dòng năng lượng trong hệ sinh thái, và hai, hiệu suất sinh thái. Chúng ta đi vào phần 1. Thứ nhất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Lúc này có trao đổi năng lượng trong hệ sinh thái lấy từ đâu? Trường này tất cả các em đều rõ, chủ yếu từ mặt trời. Vì sao ta dùng từ chủ yếu? Bởi vì ta biết ngoài tuyệt đại đa số năng lượng lấy từ mặt trời thì còn có nguồn năng lượng khác. Ví dụ ta bật đèn, bật đèn thì cây vẫn quang hợp. Một số loài vi sinh vật hóa tổng hợp hàng lấy năng lượng sinh ra từ các phản ứng hóa học, cuối cùng cũng tổng hợp được chất hữu cơ từ chất vô cơ. Nhưng mà phần này chiếm tỷ lệ nhỏ, cho nên ta nói chủ yếu từ mặt trời. Thế thì cái ánh sáng mặt trời nó phân bố trên trái đất lại không đồng đều. Ánh sáng nó mạnh khi lên cao và càng gần xích đạo. Rồi thì ánh sáng còn thay đổi theo mùa và theo độ dài của ngày. Vì sao lại có hiện tượng này? Chúng ta quan sát hình vẽ trên màn hình. Hình vẽ trên màn hình mô tả việc quả đất quay quanh mặt trời và từ quay quanh mình nó. Như vậy ta sẽ thấy điều này. Đầu tiên ở các cái vùng núi cao thì rõ ràng tại đó không khí loạn. Mà không khí loạn thì ánh sáng mặt trời khi chiếu xuống ít bị cái lớp không khí dày nó cản, cho nên rõ ràng ánh sáng mạnh. Cái thứ hai, vì rằng quả đất nó quay quanh mình nó và quay quanh mặt trời như hình vẽ ở trên màn hình, ta thấy ở đường xích đạo thì trái đất lại nhận được nhiều ánh sáng hơn. Càng về hai cực, ánh sáng nhận càng ít hơn. Rồi thì một vùng miền nào đó tùy vào mùa mà nhận được nhiều ánh sáng hay ít ánh sáng. Có lúc thì ngày dài và có lúc thì ngày ngắn. Vậy thì về mặt sinh thái, sự nghiên cứu phân bổ năng lượng trên trái đất giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề nào? Năm lớp 11, các em có học thực vật có quang chu kỳ. Quang chu kỳ là hiện tượng thực vật chỉ ra hoa khi có độ dài ngày phù hợp. Vì vậy, khi chúng ta trồng cây, chúng ta phải trồng phù hợp với vùng miền. Nếu như cây đó là cây ngày dài mà chúng ta trồng vào vùng có ngày ngắn thì cây sẽ không ra hoa. Thứ hai, chúng ta phải bố trí cây trồng phù hợp với mùa vụ. Bởi vì mùa này ngày dài, mùa kia ngày ngắn, mùa này ánh sáng mạnh, mùa kia ánh sáng yếu. Nếu chúng ta bố trí trật thì kết quả vẫn thấp, thậm chí không ra hoa. Thứ ba, chúng ta phải bố trí cây trồng với cái mật độ phù hợp tùy theo cái lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống nhiều hay ít để chúng ta có năng suất cao nhất. Và khi chúng ta đã tăng được năng suất cây trồng thì theo đó chúng ta tăng được cái tích lũy năng lượng có ở sinh vật sản xuất. Ở đây cần lưu ý thêm một tí, không phải mọi năng lượng ánh sáng mặt trời đều được cây hấp thụ. Chúng ta biết năng lượng ánh sáng mặt trời gồm có nhiều bức xạ và tạm thời chia ba vùng.
vùng hồng ngoại, vùng nhìn thấy và vùng tự ngoại. Trong vùng nhìn thấy, thường thì ta thấy có bảy ánh sáng đơn sắc, đó là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trong đó, hai loại tia sáng được cây xanh hấp thụ nhiều nhất, đó là tia đỏ, tia xanh tím, và cây xanh không hấp thụ tia lục. Chính vì điều này, tia lục nó phản xạ tới mắt mình, cho nên mình thấy lá cây màu lục. Thầy nhắc lại một tí để các em nhớ. Chúng ta sẽ bàn tiếp một tí. Vậy thì cái dòng năng lượng trong hệ sinh thái nó diễn ra như thế nào? Chúng ta phân tích qua một cái chuỗi thức ăn như sau. Đầu tiên, năng lượng ánh sáng mặt trời nó tồn tại ở dạng quang năng. Nhắc lại, dạng quang năng là dạng cây hấp thụ để biến thành hóa năng trong hợp chất hữu cơ của thực vật. Bây giờ thì thực vật phải dùng chất hữu cơ do nó tổng hợp được trong quang hợp phải phân giải ra để tạo ATP cung cấp cho các hoạt động của nó. Rồi thì có nhiều lá cây nó già, nó rụng xuống đất. Sau đó một cái phần lá sẽ được làm thức ăn cho sinh vật tiêu thụ bậc một. Bởi khi sinh vật tiêu thụ bậc một nó biến đổi thức ăn này thành chất hữu cơ cung cấp cho cơ thể nó, thì trong chất hữu cơ đó có chứa năng lượng dưới dạng hóa năng. Rồi thì nó đem cái chất hữu cơ đó nó phân giải một phần dưới hô hấp để cung cấp năng lượng cho hoạt động của nó. Rồi thì nó có thể lột xác, nó có thể thay lông. Và tiếp theo, sinh vật tiêu thụ bậc 1 lại trở thành thức ăn của sinh vật tiêu thụ bậc 2. Và ở sinh vật tiêu thụ bậc 2 này thì nó dùng cái thức ăn là sinh vật tiêu thụ bậc 1 tạo thành chất hữu cơ cho nó, và trong đó nó chứa năng lượng ở dạng hóa năng. Thì năng lượng đó sẽ được phân giải một phần tạo ATP cho hoạt động của nó. Phần còn lại cũng tương tự, nó thải ra dưới dạng chất thải, thải ra môi trường. Và cứ thế, tất cả các cái chất thải cùng như xác của các sinh vật cuối cùng bị sinh vật phân giải, nó phân giải, nó sẽ tạo thành chất vô cơ và nó giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Những cái sinh vật phân giải mà bị chết đi sẽ bị sinh vật phân giải sau đó tiếp tục phân giải tương tự để cuối cùng thành nhiệt năng đổ ra môi trường. Như vậy, ở đây ta lưu ý một điều cực kỳ quan trọng. Trong khi sự chuyển hóa vật chất ở trong hệ sinh thái nó diễn ra theo vòng tròn trong cái chu trình mà hôm trước các em học được gọi là chu trình sinh địa hóa, thế thì sự cái chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái chỉ diễn ra theo một đường không quay vòng trở lại, đó là từ quang năng của mặt trời biến thành hóa năng trong chất hữu cơ của sinh vật sản xuất, biến thành hóa năng trong chất hữu cơ của sinh vật tiêu thụ, rồi biến thành hóa năng trong chất hữu cơ của sinh vật tiêu thụ bậc tiếp theo, và cuối cùng tất cả chúng biến thành nhiệt năng đổ ra môi trường. Và để dễ nhớ, các em có thể chốt lại bằng những cái phần mà thầy đã cho hiện trên màn hình. Năng lượng được truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm, do phần lớn năng lượng bị thất thoát. Thất thoát ở đây là do hô hấp, do rụng lá, do chất thải. Và trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng với môi trường, còn vật chất được trao đổi qua chu trình sinh địa hóa. Và để giúp các em nhớ được phần này, lĩnh hội tốt, thầy có viết bài thơ. Và qua bài thơ này, nếu các em thuộc thì các em sẽ lĩnh hội được phần này một cách dễ dàng. Bài thơ đó có tên là Dòng Năng Lượng. Thầy xin đọc. Quang năng là của mặt trời, cây xanh quang hợp cho đời hóa năng. Hóa năng có ở thức ăn, truyền theo chuỗi lưới thức ăn đó mà. Phần lớn năng lượng rơi ra nằm ở dạng nhiệt, chuyển qua môi trường. Em ơi xin chở vấn vương, vật chất chuyển hóa theo đường vòng quanh. Nhưng mà năng lượng nhớ nhanh, không quay trở lại nên đành chia ly. Thầy giải thích một tí. Rõ ràng năng lượng mặt trời thì gồm nhiều bức xạ, duy nhất quang năng sẽ được dùng để quang hợp. Nhưng mà nhớ, không phải mọi quang năng dùng để quang hợp. Ta nhắc lại rằng
cây xanh nó sử dụng khoảng 0,2 tới 0,5% năng lượng dùng để quang hợp tổng hợp chất hữu cơ. Và cuối cùng quang năng của mặt trời thì biến thành hóa năng trong chất hữu cơ thông qua quang hợp, và cái đó là cung cấp cho đời, tức là cung cấp cho động vật ăn thực vật. Rồi thì cái hóa năng ở trong chất hữu cơ của động vật ăn cỏ trở thành thức ăn của động vật ăn thịt, có nghĩa là hóa năng nó tồn tại ở trong thức ăn. Theo chuỗi lưới thức ăn đó mà chúng ta đã học bài chuỗi thức ăn, lưới thức ăn. Nhắc lại một tí, chuỗi thức ăn dạy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng, trong đó một loài là một mắt xích. Và nhiều chuỗi thức ăn có chung với nhau ở một số mắt xích thì làm thành lưới thức ăn, và chính trong cái quá trình chuyển hóa vật chất kéo theo sự chuyển hóa năng lượng. Và tất cả chúng cuối cùng biến thành nhiệt năng đổ ra môi trường. Cho nên ở đây thầy có việc vật chất chuyển hóa theo đường vòng quanh, nhưng mà nhớ này, nhưng mà năng lượng thì nhớ nhanh không quay trở lại, nên đành chia ly. Vậy các em nhớ, năng lượng chỉ có một con đường duy nhất từ quang năng qua hóa năng cuối cùng thành nhiệt năng đổ ra môi trường và không quay trở lại, có nghĩa là từ nhiệt năng đó không có thể làm cho thực vật nó tổng hợp chất hữu cơ. Điều này các em nhớ, và thầy nghĩ rằng các em chỉ cần nhớ bài thơ này thì các em nhớ nguyên phần một và không cần phải đào sâu suy nghĩ gì lắm và cũng hiểu được vấn đề. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta sẽ nói tới hiệu suất sinh thái. Chúng ta bắt đầu bằng cái ví dụ. Đó là cái sơ đồ biểu diễn hiệu suất sinh thái ở một bậc dinh dưỡng. Theo sơ đồ này, cái năng lượng nhận từ bậc dưới lên, nhiều ít không biết, ta coi hẳn là 100%. Vậy thì khi nó sử dụng 100% này, chuyện gì sẽ xảy ra? Nó nhận xong này thì nó tích lũy ở cái bậc dinh dưỡng ta đang xét 10%, chừng 70% hẳn dùng để hô hấp tạo ATP, cuối cùng sinh công xong thì nó tạo nhiệt. Về ATP thì các em đã học vào năm lớp 10, thầy nhắc lại đó là một chất hữu cơ giàu năng lượng nhưng mà rất dễ bẻ gãy các liên kết cao năng, từ đó nó giải phóng năng lượng để sinh công. Rồi thì khoảng chừng 10% nó qua chất thải, qua rơi rụng, và chừng khoảng 10% truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. Và cứ thế, rõ ràng qua cái sơ đồ vừa phân tích, ta thấy rằng cái hiệu suất mà khi chuyển từ bậc này qua bậc nọ rất là thấp, chừng khoảng 10%. Như vậy, từ ví dụ này chúng ta có thể dễ dàng định nghĩa thế nào là hiệu suất sinh thái. Chúng ta định nghĩa nó khá dễ dàng. Hiệu suất sinh thái là gì? Đó là tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Và hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau tích lũy thường khoảng 10% so với bậc được liên kề. Và ta nhắc lại, hiệu suất sinh thái luôn luôn nhỏ hơn 100%. Vậy thì để các em dễ dàng tính toán, thầy cung cấp công thức. Trong đó EFF là hiệu suất sinh thái, CI cộng 1 là bậc dinh dưỡng kế tiếp sau CI. Như vậy khi tính hiệu suất sinh thái giữa hai bậc liên kề cực kỳ đơn giản: lấy năng lượng có được ở cái bậc dinh dưỡng sau làm tử, lấy năng lượng có được ở bậc dinh dưỡng trước đó liên kề làm mẫu, và tính toán xong chỉ cần nhân cho 100 thì mình sẽ có ngay tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa hai bậc dinh dưỡng liền kề. Công thức này thì rất đơn giản đối với học sinh 12. Ta có thể vận dụng hẳn một chút. Biết năng lượng mặt trời chiếu xuống hệ sinh thái là 9 x 10 mũ 10 kcal. Năng lượng của sinh vật sản xuất là 45 x 10 mũ 8 kcal. Năng lượng của sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 45 x 10 mũ 7 kcal. Còn của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 3 nhân 10 mũ 7 kcal. Xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2. Áp dụng công thức lúc nãy, các em dễ dàng tính được kết quả một cách nhanh chóng. Và thầy nghĩ với bài tập đơn giản này thì tất cả học sinh 12, cho dù sau này thi tự nhiên hay thi xã hội, các em đều tính được một cách dễ dàng. Trường này hoàn toàn không khó.
bây giờ có trên bảng. Bây giờ thì ta sẽ vận dụng tiếp. Vận dụng kiến thức về hiệu suất sinh thái để trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Vì sao số bậc dinh dưỡng trong một chuỗi thức ăn không thể quá nhiều? Với câu hỏi này, như lúc này đã trình bày, các em thấy khi chuyển từ bậc dinh dưỡng này qua bậc dinh dưỡng khác liền kề, năng lượng hao thất lên đến khoảng 90%. Như vậy thì qua một số bậc dinh dưỡng liên tiếp nhau, năng lượng thất thoát quá nhiều. Và tới một lúc nào đó, cái năng lượng có trong sinh vật ở cái mắt xích cuối nó ứng với số lượng cá thể quá ít. Và khi số lượng cá thể quá ít, điều này có nghĩa là kích thước quần thể bé hơn kích thước tối thiểu. Mà một khi kích thước quần thể bé hơn kích thước tối thiểu thì cái nguy cơ suy thoái dẫn tới diệt vong rất dễ xảy ra. Và cái bài hôm trước thầy có giải thích vì sao kích thước quần thể bé hơn kích thước tối thiểu thì quần thể dễ dẫn tới suy giảm rồi diệt vong. Không có thời giờ để nhắc lại, các em có thể coi lại bài hôm trước. Còn câu hỏi số 2 khó hơn, đó là vì sao chuỗi thức ăn ở dưới nước thường có nhiều bậc dinh dưỡng hơn chuỗi thức ăn ở trên cạn? Câu này tương đối khó. Có nhiều lý do và đây là những lý do chủ yếu. Lý do thứ nhất, môi trường nước nhiệt độ ổn định hơn môi trường cạn, cho nên cái sự mất mát năng lượng để điều hòa nhiệt độ cơ thể cũng ít hơn. Trong lý do này ta phân tích thêm một tí. Nếu như ở nước phần lớn các loài sinh vật là sinh vật biển nhiệt, còn ít loài đặc nhiệt. Sinh vật đặc nhiệt ở nước đó là cá voi, cá heo. Trong khi đó ở trên cạn có rất nhiều loài chim, rất nhiều loài thú là sinh vật đặc nhiệt. Sinh vật đặc nhiệt nó duy trì nhiệt độ cơ thể không đổi mặc dù nhiệt độ môi trường thay đổi. Và như nói lúc nãy, vì nhiệt độ môi trường càng nó thay đổi nhiều, cho nên bọn sinh vật đặc nhiệt này phải huy động một lượng lớn chất hữu cơ để sinh nhiệt, duy trì nhiệt độ cơ thể. Chính vì vậy mất năng lượng nhiều. Cái thứ hai, việc vận chuyển của sinh vật dưới nước thì lại ít tốn năng lượng. Lý do là có sức đẩy Archimedes. Chuyện này các em dễ hiểu. Nếu như ai đó bảo mình vác một cái chiếc thuyền ở trên cạn một mình thì mình không thể xê dịch thuyền được. Nhưng mà chiếc thuyền đó nó chìm xuống dưới sông rồi, một mình có thể lặn, mình kéo từ chỗ này qua chỗ khác được. Điều này có nghĩa là sự vận động trong môi trường nước lại ít tiêu tốn năng lượng. Mà vì ít tiêu tốn năng lượng cho nên năng lượng nó còn dồi dào hơn. Vì vậy sinh vật dưới nước số mắc xích nó dài hơn mắc xích trên cạn. Cái đó là một vài câu tương đối khó thầy phân tích để các em biết. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập. Câu thứ nhất, nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong hệ sinh thái là A. Sinh vật phân hủy, B. Động vật ăn thực vật, C. Sinh vật sản xuất và D. Động vật ăn thịt. Rõ ràng sinh vật sản xuất, rồi sau đó năng lượng mới chuyển qua sinh vật tiêu thụ bậc 1, rồi chuyển qua sinh vật tiêu thụ bậc 2. Và năng lượng đi từ bậc này qua bậc kia nó hao thất chừng 90%. Vậy thì chắc chắn sinh vật sản xuất phải dồi dào năng lượng nhất. Câu số 2, trong một hệ sinh thái, năng lượng thất thoát qua một bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn là rất lớn. Sự biến đổi năng lượng diễn ra theo chu trình. Câu C, sự chuyển hóa vật chất diễn ra không theo chu trình. Câu D, năng lượng của sinh vật sản xuất bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng của sinh vật tiêu thụ nó. Câu A, năng lượng thất thoát qua mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn là rất lớn. Rõ ràng đây là đáp án đúng rồi.
Lý do là chúng ta bảo thường mất mát lên đến 90%. Câu B sai chỗ nào? Biến đổi năng lượng diễn ra theo chu trình. Lúc nãy chúng ta nói vật chất bị biến đổi theo chu trình, đó là chu trình sinh địa hóa. Còn năng lượng từ quang năng qua hóa năng cuối cùng thành nhiệt năng đổ ra môi trường, không diễn ra theo chu trình. Cho nên câu B sai. Câu C, sự chuyển hóa vật chất diễn ra không theo chu trình. Cái này sai, lúc nãy ta nói là theo chu trình sinh địa hóa. Câu D, năng lượng của sinh vật sản xuất bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng của sinh vật tiêu thụ nó. Câu này càng sai, giống như câu 1 ta đã phân tích. Câu số 3, trong một hệ sinh thái, năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng. Câu B, năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không tái sử dụng. Câu C, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng. Câu D, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng. Ta phân tích từng ý một. Với câu A, năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường ngang đây thì đúng, và được sinh vật sản xuất tái sử dụng thì sai, cuối cùng thành nhiệt năng đổ ra môi trường. Cho nên câu A sai. Câu B, năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không tái sử dụng, đây mới là câu đúng. Câu C, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng. Câu này nó sai với cái ý là vật chất thì không được tái sử dụng. Trên thực tế, vật chất được tái sử dụng. Cho nên cả câu này cũng sai. Câu D, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng. Vật chất thì được tái sử dụng, còn năng lượng thì không được tái sử dụng. Cho nên câu D cũng sai. Câu số 4. Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 1.500.000 kilocalo. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 180.000 kilocalo. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 18.000 kilocalo. Sinh vật tiêu thụ bậc 4 1.620 kilocalo. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là A 9 và 10%, B 12 và 10%, C 10 và 12%, còn D 10 và 9%. Kém để ý một tí. Khi phân cấp các bậc dinh dưỡng, thế thì sinh vật sản xuất thuộc bậc dinh dưỡng 1, sinh vật tiêu thụ bậc 1 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2, sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 và sinh vật tiêu thụ bậc 3 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4. Nhớ điều này, còn nếu không ta giải nhầm. Bây giờ ta coi này. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2. Bậc dinh dưỡng cấp 2 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Như vậy, ta để cái này là mẫu. Bậc dinh dưỡng cấp 3 thì thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 2. Vậy cái này làm tự. Và ta lấy tự chia mẫu, sau đó mình nhân cho 100, mình sẽ có kết quả hoàn toàn tương tự như thế. Bậc dinh dưỡng cấp 4, bậc dinh dưỡng cấp 4 thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 3, còn bậc dinh dưỡng cấp 3 thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 2. Và ta làm tương tự, ta sẽ có kết quả là câu B. Nhớ điều này, kẹo nhầm. Vậy thì trước khi ra bài tập về nhà, thầy trao đổi thêm một chút
Đó là thế này. Trong thực tế, ta nghiên cứu hiệu suất sinh thái làm gì? Rõ ràng sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là cực kỳ lớn. Cho nên nếu chúng ta có kế hoạch trồng trọt chăn nuôi, ta phải lường được cái lượng thức ăn cung cấp cho cây trồng, cho vật nuôi thế nào. Với cây trồng thì chúng ta sẽ dựa vào mùa vụ, chúng ta sẽ dựa vào vị đồ, chúng ta sẽ dựa vào giống cây trồng thì dễ. Nhưng mà với chăn nuôi, mình muốn có được một cái lượng năng lượng ở lợn thì chúng ta phải tính cái năng lượng ở thực vật mà cung cấp cho lợn nó phải nhiều hơn năng lượng có trong thịt lợn nhiều lần. Và như vậy ta phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng, còn nếu không là ta vướng. Có thể lấy ví dụ đơn giản như sau. Có một cái bãi tha ma, và ở đó thì có một người bỏ vốn nuôi 10 con bò, và cái năng lượng trong cỏ của bãi tha ma đó đủ cho 10 con bò ăn. Có thể ông đem làm còn lại, mình cũng có vốn, bãi tha ma đó là chúng ngay quản lý, ông nuôi được, mình nuôi được, mình nuôi 10, mua 10 con thả vô. Ồ, lần này phải coi lại. Nhắc lại rằng lúc đó cái năng lượng có trong cỏ không đủ để cung cấp cho bò, và như thế có khả năng là cả hai người đều bị lộ vì không đủ cỏ cho bò ăn. Bây giờ thì thầy sẽ giao bài tập về nhà. Bài tập thứ nhất, trả lời các câu hỏi của bài 45 trang 203 sách sinh học 12 chuẩn. Cái thứ hai, soạn bài 46 quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Nhắc lại, bài này trong phần giảm tải mới bộ yêu cầu học sinh soạn ở nhà, cho nên các em phải soạn kỹ, bởi vì có kiến thức các em mới học được bài tiếp theo. Bài của thầy đến đây là hết. Được hết, cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.